Chào các bạn, sáng hôm nay gia đình mình đi thăm thú một vòng ở London và rất vui là mình đi lòng vòng qua. Các bạn thấy đằng trước đằng sau lưng của mình đó là cái tòa nhà kính cao nhất thế giới, nó hoàn toàn bằng kính, và này rất là nổi tiếng, nó mới khánh thành mấy năm ở London thôi. Và đi lòng vòng thì bắt đầu lọt vào một cái chợ ăn uống và thấy còn nhiều là bánh ngọt, nên mình sẽ đi một vòng để cho các bạn xem cái khung cảnh của cái chợ nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và bây giờ các bạn sẽ đi, mình sẽ cho các bạn xem một cái dòng, cái này là cái dòng bánh gì nhỉ, bánh này là bánh gì rất là lạ, rất là phong phú. Cái này là food from play, rất là nhiều cái món ngon, toàn là những cái món ngon. Bên này như có cái món gì á, mẹ xem thứ ba mi ăn được không, ba đi ngược lại đây chút. Ba đi về hướng đó đó. Rồi bên đây là những món chuyên về thịt cừu, món chuyên về thịt cừu ngon bạn, ngon lắm, chuyên về thịt cừu. Món chiên và thịt cừu rất là đông người, các bạn đông lắm. Và những món có những cái món nó liên quan tới gì, mì dạng dạng giống như mì xào này, mì xào Singapore, xào và này là bít lân đôn, potato rất là bự, quá phong phú. Và cái này là cái dạng uống, rất là nhiều người, và đang uống. Cái này là dạng coffee, đây là một dạng trà coffee, các bạn nó non, rất là non. Máy quay coffee, cái này là kem, nhà hàng chưa bán kem, rất là nhiều loại kem. Cái này là bánh ngọt, wow, một thế giới bánh ngọt, quá nhiều bánh bánh ngọt. So you can cut that and leave if you go to the middle. Yeah, this is like 8 pieces. Yes. Which, that's very big still. You could eat half. Yeah, on a plate that would look lovely. Ba bao. I pair it sometimes with chocolate mandarin. Một cái phần nhỏ là ba bao, là ground almonds and 20% mandarin. Rất là ngon, trông rất là ngon các bạn nhé. Like a slice of brownie, slice of cake. Oh, three bells. Yeah. It looks quite pretty as well. Yeah. And so you can cut those into pots as well and just have them on a plate together. How old are they? Six. Yeah, that's nice. That's like she knows. Yeah. Thank you very much. Yeah. One sec. Yes, you can. Wait, I mean, we're here tomorrow. Have a nice day. Thank you. Mình mua để mình thử. Mình thử cái bánh. Quá là đông người. Đây là một dạng bánh khác. Bánh này nghe cái này là, thì các bạn biết là nhìn cái món này là món Đức đúng rồi. Đúng là cái món của Đức luôn. Nhìn là nghi rồi, giờ nhìn vô đúng không? Cái món gì cái món này thì các bạn biết rồi, nhìn vô là các bạn cái này ngon nè, cái này có cá đồ trong nữa này, ngon nè, món này rất là ngon. Rộng, cái khu này rộng mênh mông bán ngát bạn, rất là đông người đang mọi người đang ăn. Mình cũng
mua cái này, mua cho con, ba mua này cho con nè, nha. Đi mình đi về cái hướng kia nè, mình đi về cái hướng phía dưới này. Bánh mì xúc xích hả? Thấy xúc xích ngoài chứ bánh mì xúc xích thì không có. Đằng này có xúc xích Đức nè, xúc xích Đức đằng này nữa, đi thẳng tới đó, bự lắm. Cái cầu này là đang ở ở dưới gầm cầu á các bạn. Cái này xúc xích Đức đó mày. Của người Việt mình. Đây là những cái món Thái này. Món Thái ngon lắm. Nhưng mà tìm bất ngờ trở lại không thấy cái món của người Việt mình ở đây. Người Thái trực tiếp làm việc này luôn. Mình sẽ tìm vào. Người Việt không Thái. Mẹ thấy này có món Thái này. Ăn được không? Có món Thái này. Món này cứ ăn này.